chỉ đi ngắn tất cả, không có đi dấu hỏi. Cái gì em đi dấu hỏi thì nó hơi kỳ một chút. Rồi, chị đang làm ở khoa nội tiết tình nguyện Trương Vương, cho nên các em là đi thực tập vào tuần sau chị sẽ gặp chị ha. Được chưa? Thấy được chúng mình đến thầy chưa? Rồi ha. Rồi mục tiêu học của mình, mục tiêu học của mình là năm nay là 23 là mấy thầy sẽ xoáy sâu rồi mình học, cho nên là chị sẽ thêm thắt một tí rồi mình học ha. Thì mục tiêu của mình là trình bày được các đặc điểm quan trọng về giải phẫu và sinh lý của tuyến yên. Mấy người biết tuyến yên là đâu không? Vô yên, nhưng mà vô yên là đâu? Trong mụn. Trong đâu? Trong đâu cái thứ? Cái lá, trà lá này. Tuyến yên nằm đâu? Mới kể từ từ rồi mình sai. Cái thứ hai đây là mình sẽ liệt kê được các bệnh lý thường gặp ha, trong bệnh lý tuyến yên. Và thứ ba là mình hiểu được các nguyên nhân gây ra các tình trạng trong tuyến yên trước. Tại vì nó có rất nhiều từ viết tắt và nhiều khi mấy thấy chữ ACTH hoặc PSH mỗi ngày mà mấy thứ có thể mấy sẽ không rành đó là viết tắt của chữ gì, cho nên chị cũng đã từng hiểu tình trạng đó, cho nên chị cũng đã chúng ta search Google liên tục ha, cho nên chị ghi sẵn có mấy thứ nếu như trong trường hợp mấy thứ tự nhiên đột nhiên có một cái hứng thú nào đó về ghi ra các loại hormone môn tên tiếng Anh đó là gì, hoặc là mấy thứ muốn tìm hiểu sâu về bệnh lý nội tiết, mấy thứ có thể dùng các keyword ở trong cái thuật ngữ này để tra cứu lên ha. Cái thuật ngữ, cái bản thuật ngữ này là các danh từ tiếng Anh về bệnh mà hôm nay chị sẽ trình bày các thứ. Mấy thứ có thể dùng cái này là các keyword. Rồi, tuyến yên nằm trong hố yên chính xác ha. Và cái hố yên nó nằm ở đâu các thứ? Nằm trên mặt trên thân xương bướm ha, và nó nằm trong hố yên. Hố yên là một cái khối xương sơ không co giãn được. Các bạn biết là tất cả các cấu trúc xương sơ chắc chắn không co giãn được. Chính vì vậy khi có một cái tình trạng nào đó tăng thể tích của tuyến yên, nó sẽ trở nên rất chật chội so với hố yên đó, và nó sẽ gây ra triệu chứng mà một hồi sẽ nói tiếp. Và cái kích thước của tuyến yên nó bằng cỡ hạt đậu thôi, 0.5 gram. Và mấy người thấy là cái tuyến yên này nó được chia ra thành hai vị, vị yên trước và vị yên sau. Hello. Đây, ở trên này mấy người thấy mặt cắt chặt nè. Nên thì nên mấy người thấy tuyến yên là ngay trên đây là cái ngay trên thân xương bướm.
vào lần cái khối u tuyến yên, như vậy tùy theo cái mức độ tuyến yên nó to về phía nào, ví dụ nó to về phía trên nó sẽ dẹp vào do thị, nó to về phía hai bên nó sẽ dẹp, nó sẽ xâm lớn vào sang hai hai bên, nó sẽ ăn vào cái dạng tương sọ, hoặc nếu mà nó xâm lớn vào tuyến yên nó sẽ xâm lớn vào sang can. Bây giờ qua một chút về sinh lý nè, cái yên cần có hai vị có thể tiết ra bao nhiêu hormone. Phía trước là 6 học môn gồm có tất cả các chữ khác quý vị có thể nhớ ra trong cơ thể để hồn hết. GH, TSH, hai chữ khác đi kèm với nhau là FSH và LH. Một cái nữa là ACTH. Như vậy trong 6 học môn của phía miền trước phía yên á, thì nó có một học môn là chữ là gì? Chiếm từ 15% các loại u não.
cô giáo viên là cô Đình Tính. Và ở trong đó cô Đình Tính thường gặp là Ai Đề Đông An. Nếu như mấy người học cái thuật ngữ yên khoa rồi thì Ai Đề Đông An là ưu quý anh, ưu quý tuyết yên. Ví dụ như mình phân biệt với lại sarcoma hoặc mình phân biệt với lại carcinoma, carcinoma là u biểu mô, sarcoma là u. À, như vậy người ta sẽ phân chia theo kích thước. Kích thước nếu như mà cái khối u dưới 1 cm là 10 mm thì gọi là cái u tuyến yên nhỏ, đang dạng micro. Mình thực ra là vi thể thì nó cũng hơi không đúng, nói chung là u tuyến yên nhỏ là dưới 1 cm và u tuyến yên lớn là trên 1 cm. Và đa phần các loại khối u này nó chỉ tiết ra một loại hormone duy nhất, đa phần ha, chị sẽ nói sau. Và hai cái hội chứng chính khi mà bệnh nhân có một cái khối u tuyến yên là hội chứng nội tiết và hội chứng khối u. À, có một cái số quan điểm sai lầm ở trong thời kỳ, ví dụ như một cơ quan nội tiết khi mà nó bị một cái khối u thì chắc chắn nó phải ăn sinh nhiều hormone, cái đó là không phải. Như vậy ví dụ như một cái cơ quan nội tiết như là buồng trứng hoặc là tuyến yên hoặc là tuyến giáp chẳng hạn, khi nó có một khối u nó có thể xảy ra ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, cái khối u đó, nó ăn cái hormone như mình rất thường thấy. Trường hợp thứ hai, nó không ăn cái hormone gì hết, tức là cái khối u đó chỉ là thực sự tăng trưởng về kích thước nhưng mà không tăng trưởng về chức năng. À, cái thứ ba là không những là cái khối u đó không tăng cái hormone mà cái khối u đó dẫn đến kích thước quá lớn, nó chèn ép vào những cái vùng tế bào làm xung quanh thành ra nó làm giảm cái hormone. Cho nên khi mà một cơ quan nội tiết có một khối u có ba trường hợp xảy ra. À, cho nên không phải là một cái cơ quan nội tiết có một khối u là chắc chắn sẽ tăng cái hormone. Cho nên trong đây mình phải có hai hội chứng chính là hội chứng nội tiết và hội chứng khối u. Trong đó hội chứng nội tiết sẽ là hội chứng xảy ra do các cơ quan tiết ra các loại hormone dư thừa, và hội chứng khối u là do các kích thước khối u, tùy vào kích thước khối u nó sẽ chèn ép vào các cơ quan nào xung quanh của các khối u đó. Ví dụ như bây giờ trong hội chứng nội tiết u tiết hormone, nếu như mà u tiết hormone, u tiết hormone GH là không tăng trưởng thì ở người trưởng thành do các đầu sinh dài đã đóng cho nên sẽ gây ra là to đầu tiên. Còn trên trẻ em thì sẽ gây ra bụng khổng lồ cơ, lúc đó trên trẻ em vẫn còn đã phải tương biết cái này đúng không? Rồi nếu mà u tiết là ACTH sẽ xảy ra hai trường hợp, hoặc là bệnh tất sinh hoặc là hội chứng Nelson. Hội chứng Nelson có thể các bạn chưa nghe, hội chứng Nelson là một cái hội chứng, ví dụ như mình có một cái bệnh gì đó, bệnh nhân có một cái bệnh gì đó cần phải cắt luôn cả hai cái tuyến thượng thận, tức là mình phải phẫu thuật bỏ hai cái thượng thận, ví dụ như là carcinoma hoặc là tỳ đại hoặc là bị xuất huyết chẳng hạn, phải cắt bỏ hai tuyến thượng thận. Như vậy cái nồng độ cortisol do cái người được tiết ra được đi vào không, đúng không em? Tức là nó rất thấp. Như vậy khi mà thấp như vậy nó sẽ kích thích ngược lên trên vùng dưới đồi từ tuyến yên, từ đó vùng dưới đồi nó sẽ tăng tiết ra CRH và tuyến yên sẽ tăng tiết ra CRH. Như vậy càng tăng tiết như vậy, càng tăng tiết như vậy thì lâu dài cái tuyến yên nó sẽ bị phì lại, giống như cái tập gym vậy đó. Cái tập gym cái thương giống như cái thương tập crit thì từ từ nó sẽ tăng cái thứ. Như vậy cái cối trong hội chứng Nelson là bệnh nhân bị u tuyến yên là do cái tuyến yên nó phải làm việc quá mức dẫn đến phì lại. Vì đại tạo ra khối u là do bệnh nhân bị một cái vấn đề gì đó mà mất hai cái thực phẩm. Và u tiết prolactin thì bệnh nhân sẽ có hồi trước, một hồi chị sẽ mô tả sau. Và cái u tiết tế sắc là hắc, ép sắc thì rất là hiếm gặp. Và như chị nói, đa phần là khối u tuyến yên nó sẽ tiết ra một loại hormone mà thôi. Cái lượng cái tuyến yên nó rất là nhỏ, nó kích thước bằng hạt đậu thôi. Cái trọng lượng khoảng 0,5 gram. Như vậy là do kích thước nó rất nhỏ cho nên khi mà nó có một khối u nào đó, mình thường tưởng là do cái kích thước nhỏ nó khối u chắc chắn là nó sẽ dễ dàng nó bao trọng cả cái tuyến yên, nó sẽ tiết ra nhiều hormone nhưng mà không phải, đa phần chỉ là tiết một loại hormone. Và trong một số trường hợp 1-2% nó phải tiết ra hai loại hormone. Và khi mà nó tiết ra hai loại hormone thì thường đi cặp với nhau là GH và prolactin. Cho nên nếu như bệnh nhân bị u tiết GH để xét nghiệm kèm thêm cả prolactin. À, còn nếu như bệnh nhân bị u prolactin quá to thì không có thể thử thêm hormone GH. Rồi trong trường hợp cái hội chứng nội tiết này nè, là khối u không tiết hormone, không tiết hormone thì nếu như khối u còn nhỏ, nó hoàn toàn không có cái triệu chứng.
Còn nếu như khối ung thư yên nó đủ to, nó chèn ép nó sang lớn và nó làm cho giảm đi cái lượng hormone bình thường, thường thì nó sẽ gây ra triệu chứng là suy tuyến yên. Còn hội chứng khối u, hội chứng khối u như hồi nãy chị trình bày cho các thương á, là mình có một cái hố yên, là cái hố xương sơ là không to giãn được, nó có một cái thể tích nhất định, nó bao sát khoảng vài cái tuyến yên. Cho nên bất kỳ một cái trường hợp nào nó làm tăng cái thể tích của tuyến yên thì cái tuyến yên nó sẽ chèn ép vào các thành sơ sợi xung quanh và nó sẽ làm chèn ép đi các tế bào bình thường, và các tế bào bình thường nó có thể nó gây ra, tại vì tuyến yên nó cũng là một cái phần của mô não, cho nên nó chèn ép vào cái thành của cái hố yên, nó sẽ gây ra triệu chứng của chèn ép, và nó sẽ gây ra ví dụ như thay đổi thị trường, hoặc là nó gây ra hội chứng tăng tăng áp nội sọ, hoặc là nó gây ra bệnh nhân bị co giật động kinh là do tuyến yên cũng là một phần của mô não. Cho nên khi mà chèn ép có thể gây ra rối loạn sự vật điện trên bộ não. Rồi bây giờ qua cái này hơi phức tạp là cái khối u tuyến yên thường gặp nhất là u tiết prolactin, tăng
lên bên phải đây, nằm ngay trên thân xương bướm nè, không thấy không? Nè. Rồi sau đó mình sẽ ở bên đây là các kích thước của tim, tim to lên, và cái này là hình ảnh của chiều trước. Cái khối u tuyến hình ảnh thứ hai là u tuyến genet. U tuyến genet là ở trên người trưởng thành sẽ gây ra là bụng to đầu tiên, và ở trên trẻ em sẽ gây ra người khổng lồ. Thế thực có nghe bao giờ chưa? Rồi như vậy mình lại lật lại cái cơ chế của genet. Vậy là tác động của genet ở đâu? Chỉ sụn thôi à. Hồi dĩ hai cái tinh thần rồi đó, có đây nè. Nói trong đa bài là cái hộp môn CH nó có vẻ hơi giống với cái hộp môn của mình. Tức là nó, hộp môn CH nó sẽ phát triển với tất cả các cơ quan tế bào có khả năng tăng trưởng trong cơ thể. Không phải chỉ để tăng cái thứ tế bào mà còn tăng cả cái tốc độ phân bào. Như vậy nó sẽ làm tinh thể lớn lên, tế bào to ra, tế bào to ra. Như vậy ở trên xương á, nó sẽ có hai cơ chế, thứ nhất là cơ chế làm dày xương và thứ hai là cơ chế làm dài xương. Ở trên cái cơ chế làm dài xương á, khi mà mình còn nhỏ mình sẽ có sụn đầu xương đúng không? Thì cái sụn đầu xương đó sẽ nó sẽ kích thích, nó sẽ làm cho cái mô sụn nó chuyển thành mô xương. Và cái mô xương này từ từ nó sẽ gắn vào cái thân xương thành ra cái cho cái thân xương nó dài ra. Và đến khi mà tuổi dậy thì bắt đầu cái tác dụng của GH thì cái sụn đầu xương nó sẽ bị bắt đầu nó dần dần cốt hóa, thành ra sau khi nó cốt hóa rồi nó sẽ đóng cái đầu xương, và cái xương dài của mình gần như mình không cao thêm nữa. Nhưng mà cái tác động dày xương của GH thì nó vẫn còn kéo dài đến tuổi trưởng thành, tức là cái tác dụng dày xương này đặc biệt nó sẽ tác dụng trên những cái tế bào ở bề mặt của xương, đặc biệt ở màng xương và nó sẽ làm cho dày. Và thường khi mà người trưởng thành của mình nó tác động của GH nó cũng chậm lại, nó từ từ. Nhưng mà trên bệnh nhân cũng có phun tiết trên mắt thì nó sẽ tác dụng kéo dài tham gia, mình sẽ thấy là các cơ quan nội tại mô liên kết hoặc là các xương nó sẽ dày ra và nó sẽ gây ra ba cái nhóm triệu chứng chính, thứ nhất là những cái tình trạng hay ở tình trạng phải là biến thành người sói hoặc là gorilla hay là sáng tinh. Nhưng mà các xương của mình nó rộng sẽ dày ra, cho nó không tăng theo chiều dài cho nó sẽ tăng ra bệnh em. Nó giống như không là tao có câu là không bổ em bổ nhau ha, thì cái này là nó tăng lên tất cả các loại xương, nó không phải dày được cho nên sẽ tăng dày xương cho bệnh em rồi đó. Cho nên đầu mặt mình sẽ bị như mình sẽ bị phì lại, cầm cái lên đưa ra các khuôn mặt có thể là phụ nhô ra và các mô liên kết mình sẽ bị dạng cột sống biến dạng phù tưởng ha, to các bạn cho mình, do nó sẽ làm tăng sinh cái mô liên kết tất cả các bạn trên cơ thể. Và do cái do thị nó cũng bị tăng sinh phì lại, và do các mô xung quanh có thể nó chèn ép vào do thị cho nên sẽ gây ra triệu chứng là rối loạn thần kinh, là rối loạn thị giác. Đây là cô gái bạn của em mà chúng ta cùng theo đuổi ha, hồi xưa còn nhỏ đó. Thời gian công trường ai ha, mấy người có thấy à? Mấy người có thấy sự biến đổi không? Nó chủ không có nói chuyện sự già trẻ ha, mà mấy người có thể thấy là cái cằm bắt đầu là cằm dày khô dài ra ha, cái khuôn mày bắt đầu gồ lên. Và mấy người có thể là mấy người so sánh ví dụ như mình để so sánh dễ nè, mình so sánh cái kích thước từ cái vị trí mô dưới đến cái cằm, mấy người có thấy dài ra hẳn không? Và cái cằm, cái xương hàm dưới sẽ dày và nó đưa ra phía trước, và cái khuôn mày nó sẽ gồ ra, xương gò má cũng sẽ gồ ra nhô ra. Và do cái mô liên kết nó tăng sinh cho nên là đầu mũi, cánh mũi, môi sẽ dày và rộng ra, thậm chí bệnh nhân sẽ bị dày nhiều cái cho nên giọng nói bệnh nhân cũng thay đổi. Và mấy người thấy cái chụp hình để tay nó như thế này cũng có lý do ha, là mấy người thấy bàn tay to vô ra, tại vì nó sẽ tăng sinh mô liên kết ở các đầu ngón tay và nó cũng làm dày xương ở tất cả các ngón tay trên cơ thể. Trên bàn tay của bệnh nhân bị to đầu tiên, to
rồi tới nam này. Chàng trai ban nãy chúng ta cùng theo đuổi đúng không? Nhưng mà tiếp này, yeah, à, cái này vẫn còn nhận dạng được ha. Bây giờ có thấy là cái cằm không? Cái cằm, cái xương hàm dưới nó sẽ dày được không? Nó sẽ đưa ra phía trước, mình giống như là mình gọi là bị mó á, dày không đưa ra phía trước. Và cái xương, và cái xương đầu cùng mày là xương gò má có thể vô hơn, và cánh mũi, môi có thể dày ra. Nên tới mình so sánh được bước này thì chỉ sau khi mình đã điều trị, mình đã phẫu thuật là cái cưng dung nhan không thể phục hồi, anh dung nhan không thể phục hồi. Rồi như vậy để chẩn đoán bệnh nhân bị u tiết trên á, mình làm gì nữa? Thứ nhất là mình sẽ xét nghiệm nồng độ trên á trong máu và cho 25% bệnh nhân tăng tiết trên á sẽ tăng lên kèm theo cả prolactin, cho nên mình sẽ định lượng luôn cả prolactin. Cái IGF 1 là một cái loại peptide cũng tăng tiết nhiều khi mà trên á tiết ra, cho nên mình cũng định lượng nó luôn. Và chị muốn giải thích cho mấy con nghe về cái một cái gọi là biện pháp động, biện pháp động là một cái loại xét nghiệm rất thường gặp trong nội tiết. Tại vì sao? Tại vì gen khác là mấy con nghe tưởng tượng là hormone môn trong cơ thể mình đã tiết ra liên tục trong ngày, nó tiết theo từng đợt, mỗi khoảng một tay là tiết một lần và mỗi đợt là cái đẹp cũng vài phút, cho nên nếu như mà mình tại thời điểm mình lấy nó thấp cũng chưa chắc mình loại trừ được chẩn đoán, mà tại thời điểm mình lấy nó cao cũng chưa chắc mình thiết lập được chẩn đoán. Cho nên khi mà mình đụng một cái bệnh nội tiết, đụng đến xét nghiệm học môn thì nó rất là phức tạp. Cho nên ở đây người ta làm những phát động, những pháp ức chế ha. Gen á sẽ lớn hơn cái mốc 2 nanogram trên ml sau 2 giờ uống 75g glucose. Chỗ này là đầu tiên mấy thứ phải biết gen á có tác động gì trên glucose. Là tăng hại là biết mấy thứ. Sao vậy? GH sẽ là giảm sử dụng glucose, tạo năng lượng cho nên làm tăng glucose máu. GH sẽ làm tăng dự trữ glycogen trong gan, đồng thời nó cũng làm tăng nhẹ insulin. Như vậy ở đây GH sẽ làm tăng đường huyết, nhớ cái gốc đó. Như vậy khi mà trong cơ thể mình, khi mà đường huyết tăng thì cơ thể mình sẽ làm gì? Ức chế tiết hormone GH, đúng không mấy bạn? Tại vì GH có tác dụng làm tăng đường huyết. Như vậy khi mình uống một cái lượng đường vào có thể đường huyết mình tăng cao, và khi đường huyết mình tăng cao cơ thể mình tập chất nó sẽ hiểu cái vấn đề là nó sẽ ức chế tiết gen. Như vậy mình mong đó là gì? Khi mà đường huyết trong cơ thể mình tăng cao thì nồng độ gen phải thấp. Đã biết được điều này có lý không? Là này tức là bây giờ chị ví dụ với lại một môn insulin nè, mấy con đã học bài đã học được rồi đúng không? À, rồi mấy con đã học được, mấy con có biết các học môn đối kháng insulin không? À, học môn đối kháng insulin là gì? Glucagon, adrenaline, là catecholamine. À, GH có cái insulin đúng không? Tại vì GH làm tăng đường huyết, insulin làm hạ đường huyết và cortisol. Như vậy ví dụ như cơ thể mình bị hạ đường huyết thì ngay lập tức cơ thể mình nó sẽ có một cái yếu tố báo động, nó sẽ ức chế tế bào gây đau tụy tăng tiết insulin, ức chế tiết insulin. Như vậy khi mà đường huyết hạ thì sẽ mong đợi insulin cũng rất thấp. Cái hình dung gì đó không? À, cái này cũng tương tự. Ví dụ khi đường huyết cao thì cơ thể mình sẽ ức chế tiết glucagon. Tức là khi mà cơ thể mình rơi một cái tình trạng gì quá độ thì nó sẽ ức chế cái hormone làm tiếp tục tăng cái tình trạng đó. Ví dụ như đang hạ đường huyết thì nó sẽ ức chế tất cả các loại hormone làm hạ đường huyết nữa, hoặc nếu đường huyết đang tăng nó sẽ ức chế tất cả các loại hormone làm tăng đường huyết nữa. Như vậy trong trường hợp này mình nghi ngờ là có một cái nguồn nào đó tăng tiết trên mắt ngoài cái sự tiết tác bình thường của đường huyết, cho nên cho bệnh nhân uống một cái lượng glucose 75g glucose vào cơ thể, mình làm tăng cái đường huyết lên, đúng không? Và khi làm tăng đường huyết lên thì mình sẽ mong đợi hàng loạt cái hormone môn mà làm tiếp tục là tăng đường huyết nó sẽ giảm, đúng không mấy kinh? Thì trong đó
tục không? Tại vì tác dụng của GH sẽ làm tăng mạng huyết. Ha. Như vậy khi mà mình chích bệnh nhân vô một cái lượng insulin, bệnh nhân này không hề bị đáy áo đường. Mình chích một cái lượng insulin vô mình làm hạ đường huyết, nhưng mà không được, tại vì cái trong cơ thể là lúc nào không cái lượng GH như thường, cho nên lúc nào nó cũng giữ đường huyết ở mức cao, tức là không thể kiểm soát bằng insulin. Ha. Thì khi mà đụng tới các bệnh nội tiết mà tăng tiết học môn, đặc biệt là các học môn tuyến tuyến yên, thường người ta sẽ làm hoặc là phát động hoặc là phát ức chế hoặc là phát kích thích. Đây là hai trong số một số cái test tầm soát cái môn GH mà đơn giản nhất thì chúng ta hiểu được. Rồi bây giờ là hình ảnh học. Khi mình chụp X quang ngực mình sẽ thấy bóng tim to, mình sẽ thấy bóng tim to, xương sọ dày, tất cả các loại xương đều dày. Nếu các bạn chụp X quang cuộc sống thấy cuộc sống dày, và khi mà nó đã giới hạn một cái độ dày nhất định, và khi nó dày ra thì hiển nhiên là nó phải hoặc là mình uống cái
là nếu như mình dùng một cái loại corticoid nào đó khác thì sao, thì cái xét nghiệm máu á, máu nó không phân biệt được hai cái chất đó, và thành ra khi mà mình uống cái thuốc để xa vào nó lại trụ, đó là một hậu sinh, tức là nó sẽ tính ra một cái lượng chung là total là corticoid. Thấy được hình dung không? Cho nên bây giờ mình uống một cái loại để xa ở ngoài vào, và khi mà máy xét nghiệm nó sẽ xét nghiệm đúng cái corticoid hậu sinh, chứ nó không có tính vào cái để xa nên là cho ngoại sinh hay ngoài vào. Như vậy khi mà mình đưa một cái lượng corticoid ngoại sinh ở ngoài vào tác động với gen corticoid, như vậy cái lượng cortisol trong người mình sẽ tăng lên, đúng không? Và khi tăng lên với một cái tuyến yên bình thường, nó sẽ giữ một cái tuyến tác âm lên tuyến yên, và tuyến yên phải ức chế tiết giảm cái acetyl H, và giảm acetyl H và nó sẽ ức chế trở xuống là giảm luôn cả cái lượng cortisol bình thường, cortisol nội sinh bình thường. Cái cần hình được gì đó không? Ok, giờ nó làm bây giờ cái cơ chế này cái niệm tác động của sẽ ăn cái mình nhớ chưa? Alo, cái mình ngủ rồi hả? Đây, giờ chị nói thầy, tại sao cái niệm tác này không phải là niệm tác ức chế là metitisol, không phải là niệm tác ức chế retisol, không phải là niệm tác ức chế của đề sang, người ta chỉ dùng cái đề sang thôi. Tại vì bây giờ là mình không đưa một cái chất ở ngoài vào để làm tăng cái nồng độ cortisol lên, cortisol trong máu đó, để mình cố gắng ức chế cái lượng acetyl H trên tuyến yên. Và khi mà mình ức chế bất thành, chứng tỏ là phải có một cái nguồn nào đó nó bất thường nó tăng sinh acetyl H, cái tình hình được không? Nhưng mà khi mình đưa một cái lượng cortisol ngoại sinh, tức là corticoid ở ngoài vào, thì nếu như mình đưa một cái chất nào đó khác là sang cortisol, thì cái máu xét nghiệm, cái máy xét nghiệm máu á, nó sẽ làm lẫn được cái chất ở ngoài đưa vào cái chất có sẵn trong máu, có sẵn trong người. Thấy cái hình dung không? Đúng không ạ? Giờ rốt rốt cuộc thấy chưa thấy chỗ nào? Thấy không thấy thấy chỗ nào không? Không ạ. Trời, rất là chị mà cái tốc độ này hai bạn có thể tới ngày mai xong chưa? Thấy không thấy cái gì giờ nói không? Thôi giờ cái lần thứ ba nè. Tức là sao? Tức là cái điểm thấp này bất thành
Là từ đầu hả? Bộ đầu tiên
mình suy nghĩ trước á, thấy cũng thấy là mình đang thống kê rất nhiều trường hợp thì người ta thấy là suy nghĩ trước có thể có thứ tự mình có thể nhớ, ta tại vì mình có cả 6 hormone môn gọi suy nghĩ trước có thể suy toàn bộ cái trước hoặc suy một phần cái trước, nhưng mà nó sẽ có thể theo cái thứ tự này nếu mình có thể nhớ là GH là H vậy ở đây mình có cái câu thì mình nhớ là go look for the adenomatous. Thì mấy người thấy mình nhớ câu này là cái chữ đầu tiên của câu này chính là cái loại hormone môn nó sẽ giảm theo cái thứ tự đó. Như vậy nếu như bệnh nhân bị suy cái tim trước thì thường các loại hormone môn nó sẽ biểu hiện theo cái tình trạng này. Tức là đầu tiên là thiếu GH, thì thiếu GH nó sẽ biểu hiện là thường là ai mình biết đây khi trên cái người được ăn cái lượng hormone GH ít biểu hiện lên những cái vấn đề khác mình rất là có đấy. Nhưng mà mình bị giảm GH, cho nên khi giảm GH thường gặp là hạ đường huyết. Tiếp theo VN là LH, FSH là mình sẽ bị rối loạn kinh nguyệt, vô kinh, rối loạn sinh dục. Và sau đó khi mà bệnh nhân bị thiếu TSH thì bệnh nhân sẽ bị biểu hiện tình trạng suy giáp, đúng không? Còn nếu mà ACTH bệnh nhân sẽ biểu hiện tình trạng suy thượng thận, đúng không? Và cuối cùng thì thiếu prolactin thì bệnh nhân sau sẽ không có sữa. Nhưng mà cái câu hiệu này nè, go look for the adenomatous, nó chỉ nó muốn cho hầu hết các trường hợp suy tuyến yên trước trừ bệnh nhân suy hăng, đúng không? Tại vì biểu hiện đầu tiên của bệnh nhân suy hăng là bị yên trước thiếu prolactin là thiếu cái cuối cùng, đúng không? Tại vì sao trên bệnh nhân suy hăng, bệnh nhân suy hăng là bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân mang thai, đúng không? Khi bệnh nhân mang thai thì vừa nói xong là cái vùng tuyến yên tăng tiết prolactin nó sẽ tăng sinh kích thước nhiều hơn bình thường để nó chuẩn bị cho bệnh nhân sau khi mà sinh con ra sẽ có sữa bú. Trên khi mà cái vùng tuyến yên tăng tiết của lactin mà nó bị thiếu máu thì nó sẽ là cái đứa thiếu máu nhiều nhất đầu tiên, biểu hiện triệu chứng đầu tiên. Như vậy đầu tiên của cái người thiếu sinh hoạt sẽ là không có sữa bú. Cho nên nếu như cái người áp dụng công hiệu này vô lúc vô đều lên lactin cho cái tình trạng bệnh nhân bị sinh hoạt là không xác. Như vậy cuối cùng sau cái bài dài và rắc rối như này, cái không nhớ được cái gì? Thứ nhất, cái yên nằm trên hô yên. Dạ. Cái này có thể nhớ được đúng không? Cái hô yên này là một cái hố xương sơ không co giãn được, đúng không biết được? Và các biểu hiện cái yên trước là có 6 học môn, cái sau là có 2 học môn ha. Và bệnh lý cái yên quan trọng nhất là bệnh lý cuối cùng ha. 9-15% u não thứ tư. Và u thứ yên thường gặp là loại u gì? Adenoma là loại u quý. U thứ adenoma mình phân thành theo kích thước là lớn và u nhỏ là dưới 10 cm, cái đầu rồi. Còn nếu mà lớn hơn 1 cm là u lớn. Thường gặp là sẽ tiếp. Nếu không có u thứ yên, u thứ yên sẽ có hai hội chứng đúng không? Hội chứng nội tiết và hội chứng khối u. Và nếu như bệnh nhân có cái u tăng tiết hormone môn thì thường là tăng tiết một loại hormone môn. Nếu như 1-2% trường hợp tăng tiết nhiều loại hormone trở lên thường là hai loại hormone môn thì thường là hormone nào với hormone nào? GH và prolactin. Như vậy u tí yên thường gặp nhất là u tiết prolactin gọi là prolactin phân hai. U nội tiết thường gặp thứ hai tí yên là GH. Và u tiết GH nếu như ở cái người trưởng thành sẽ cho cái bệnh to đầu chi, còn nếu ở trẻ em sẽ cho khổng lồ. Cái u thứ ba được gặp là u tiết ACTH còn gọi là bệnh thất sinh. Còn nếu như bệnh nhân có một cái trường hợp nào đó bệnh nhân bị mất khả tiết đường thận, sau đó nó dẫn đến cái sự phì đại cái yên gọi là u tiết. Rồi là suy tuyến yên trước mình có nguyên tắc không, cái đó là thứ tự giảm hormone khi mà suy tuyến yên trước. Còn nguyên tắc chính y, nguyên tắc chính y trong các cái chữ y quan trọng mấy người nên nhớ là infraction là kiểu như con nhồi máu á, hoặc là mấy người dịch là ischemia cũng được, nhồi máu những cái thiếu cơ tim á, thiếu máu trong đó có một chút xi nhan ha, còn chút xi nhan 80% mấy người chẩn đoán trên lâm sàng. Và thường hội chứng suy hăng nó bị chẩn đoán trễ từ 18 đến 30 năm. Không ai hỏi. Rồi bây giờ thử làm nhát mấy câu hỏi dễ dàng này.
Thank you.
tiếp mà tiếp. Bệnh nhân này là bệnh nhân nữ 61 tuổi thế thôi. Bệnh nhân này là bệnh nhân sinh con lần thứ nhất 22 năm, năm thứ 39 tuổi năm giờ năm trước chưa mẹ. Bệnh nhân là ở dưới quê liền nha, cho nên sau khi bệnh nhân sinh xong bệnh nhân bị tăng huyết sau sinh và sau đó họ chuyển bình thường. Thấy là bị rụng lông mày, rụng tóc là cái dấu hiệu của suy giác.
rồi gia tăng cho mình những cấp độ cao. Cái này không có làm suy giảm, không có làm suy, không có làm suy giá. Bệnh nhân này bị rụng tóc này, rụng tóc à? Ta gần như lông mày không còn. Bệnh nhân có triệu chứng không thiếu máu, da rất là khô, da triệu chứng có suy thượng thận, da khô, huyết áp thấp, da sạm. Là khi mình nhìn trên bệnh nhân này mình cảm giác là bệnh nhân chỉ suy đa tuyến chứ không phải chỉ đơn thuần một tuyến, cho nên sau đó là được khám riêng thấy bệnh nhân lông sinh dục không còn, đó là biểu hiện của suy sinh dục. Và sau đó khi mà mình hỏi kỹ được bệnh sử thì mới ra bệnh nhân đã không sốt cho bệnh nhân cách đây 22 năm rồi. Về con út của bệnh nhân năm nay đã 22 tuổi, là bệnh nhân hãng kinh lúc 39 tuổi. Cho nên đó là lý do mà khi mà bất kỳ một bệnh nhân nào mà mấy người khác là nội tiết thấy bệnh nhân hỏi về bệnh nhân sản phụ khoa, nhiều khi có một câu hỏi vu vơ mấy có thể là rút ngắn cái thời gian chẩn đoán rồi chúng sinh nặng được nha. Theo thống kê là chúng sinh nặng thật sự là phải ở nước mình, ở nước ngoài cũng dễ bị bỏ sót. Trung bình thời gian trì hoãn chẩn đoán là từ 18 đến 30 năm. 30 năm bệnh nhân này chỉ có 22 năm, chưa được 30 năm. Và ở đây nó liên quan đến bệnh án, bây giờ bệnh nhân đã mãn sẽ còn lại chỉ hỏi là bù các loại hormone nào là sinh hạn. Như vậy là trên bệnh nhân trí năng á, hoặc là trên bệnh nhân mà suy suy yên trước nói chung thì cái hormone môn là mình buồn trước nhất là hormone thực phẩm. Thứ nhất là sao, đó là hormone sinh mạng. Cũng có mấy người nếu mà thấy có biết đến tình trạng suy thực phẩm tắc chứ, nếu mà mình thiếu hormone môn đó đột ngột có thể là mình sẽ bị tổn khác đúng không. Và thứ hai là bộ hormone thực phẩm là tác dụng rất là nhanh. Còn trong khi đó bộ hormone giác, bộ hormone giác là bệnh nhân bị suy giác thì bộ hormone thứ nhất có thể là từ vài ngày đến một tuần bắt đầu có tác dụng. Nhờ cái tình tưởng tượng đi, giữa hormone giác và hormone thực phẩm cái bộ cái nào trước, bộ hormone thực phẩm là tại vì sao? Đây khi mà bây giờ bệnh nhân đang trong tình trạng suy thai tuyến vừa suy thực phẩm vừa suy giác thì nếu cái tư bộ hormone